Xin chào tất cả các em đã đến với kênh Bé Út GB. Thì video ngày hôm nay chị xin hướng dẫn các em làm cái thanh tra mà là thanh trái dưa hấu đó mấy em. Thì đây là chị có chuẩn bị sẵn cái màu này ha, gồm có màu đỏ nè, màu đen nè, màu trắng và màu xanh lá, những cái màu để tạo nên một cái quả dưa hấu nha. Và chúng ta cùng làm nha. Chị cũng mới suy nghĩ ra và cũng có tham khảo ở một số cái video. Bây giờ chị em mình cùng làm thử nha. Và những cái đất sét này thì các em biết rồi đúng không? Đó là bà chị bán ở trên shop Béo Chibi á, 5.000 đồng một bịch nha. Bạn nào muốn đặt mua thì có thể mua 0937899707. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy một ít màu đen ha. Rồi do nó dài ra nha mấy em. Nè. Cho nó dài ra. Để mình làm cái hạt của dưa hấu á nha. Tiếp theo thì chị sẽ lấy một ít cái màu đỏ như thế này ha. Sau khi do tròn thì chị cũng sẽ do cho nó dài như thế này. Đây. Chị dọng cho hai đầu nó bằng nhau. Rồi. Sau đó thì chị sẽ cứa nó ra. Ôi cứa như vậy nó không có đau vô đâu hết à. Để chị làm lại. Sau khi tròn đúng không thì mình sẽ làm cho nó dẹp ra. Mình sẽ làm cho nó dẹp ra như thế này. Sau đó thì chị sẽ cắt. Cái này nó có dư nè ha, mình sẽ cắt tiếp. Ha. Tiếp theo chị sẽ lấy màu đỏ nè ha. Chị sẽ để bên hông nha. Mình sẽ cán nó ra một cái lớp cho nó bằng với bên đây nha. Rồi chị sẽ chồng nó lên. Chị sẽ chồng nó lên ha. Rồi. Tiếp theo thì chị sẽ đặt cái phần hạt này nè, đó, thanh hạt nha. Mình sẽ đặt lên, đặt so le với cái hồi nãy nha mấy em. Hồi nãy mình đặt ở đây là nè, có một miếng đen nè, bây giờ mình sẽ đặt so le. Đó, sẽ đặt so le. Rồi, tiếp theo thì chị lại lấy một cái miếng màu đỏ nè ha. Cái xong cái chị lại ụp nó lên. Trời ơi, nó sẽ giống như là cái bánh hamburger nhiều lớp nha. Tiếp theo thì mình lại tiếp tục cắt nha. Mình lại tiếp tục cắt cái hạt mình bỏ lên. Rồi mình lại tiếp tục lấy màu đỏ mình chồng lên nữa nha. Đây mình lại ép ra những cái thanh màu đỏ như thế này ha. Mình chồng lên. Rồi. Như đây thôi được rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ bóp nó lại cho nó tròn nha. Mình xe nó lại vậy nè mấy em. Mình sẽ xe nó lại một cái thanh tròn như thế này nha.
Rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy một ít màu trắng nha. Mình cũng sẽ cán cho nó dài ra đó em. Rồi, mình sẽ bỏ cái này lên ha. Và mình sẽ quấn. Mình sẽ quấn nó lại. Rồi, bị thiếu rồi. Thiếu thì mình lại lấy một ít ha. Rồi, đắp vô chỗ thiếu chắc là được. Này đất sét thì mình cứ nặng cho nó dính đều ra hết ha. Rồi. Mình sẽ tiếp tục xe. Rồi, bây giờ mình làm cái giỏ màu xanh thôi. Rút kinh nghiệm cái màu xanh, chị đã lấy thật là nhiều cái màu ê, rút kinh nghiệm cái màu trắng á, chị lấy thật nhiều cái màu xanh này luôn. Nha. Để chị lăn thử một vòng coi. Chưa được. Yeah. Chơi đất sét rất là vui nha mấy em. Thoải mái tạo hình luôn. Đó, mình cứ như vậy mình cán cho nó dài ra nha. Rồi bây giờ thì để làm cái vỏ thì các em, như các em biết thì cái vỏ của trái dưa hấu đúng không, thì nó cũng sẽ có cái vân, thì mình sẽ làm cái vân cho trái dưa hấu của chúng ta. Đó, và đây là cái vân của trái dưa hấu nha. Rồi mình sẽ ập ngược lại như thế này và mình dán cái vỏ này lên đây. Wow, mừng quá. Vừa y luôn nè mấy em. Nha. Rồi. Và công việc của chúng ta bây giờ sẽ là công việc là chúng ta chỉ cần dò như thế này thôi. Dà. Đó, chúng ta chỉ cần dò cho nó dài ra ha. Dò cho đều nha mấy em. Cũng thấy nó giống giống dưa hấu rồi đúng không? Và đây là thanh cham dưa hấu nha. Chúng ta sẽ nặng nó nè, cho nó càng lúc nó càng dài ra nha. Dài ra. Wow. Và đây, chị đã dò càng lúc nó càng dài ra rồi đây. Rất là dài rồi nha. Nguyên một cái thanh dưa hấu của chị nó rất là dài rồi đó. Như đây được chưa ta? Hay là nhỏ nữa, mấy em muốn nhỏ nữa không? Nhỏ nữa thì nó sẽ dài hơn nữa nha. Cái phần đầu này nè, như vậy thì coi như là nó đã hư rồi đó. Thì mình có thể cắt bỏ đi ha. Do nó chưa khô cho nên mình cắt nó sẽ bị dính nha. Cái này xong á thì mấy em phải phơi cho nó khô nha. Mình cũng không có thể để làm như vậy, giống như là dưa hấu mà mình đã cắt rồi đó. À, cái này giống như dưa hấu mà các em đã cắt ra được một khúc rồi nha. Đó. Cũng chơi được thôi chứ không có bỏ luôn ha. Rồi chúng ta sẽ phơi cho cái này nó khô nha. Đó, các em có thể phơi máy quạt hay là phơi nắng gì đó cho nó khô, rồi sau đó chúng ta sẽ cắt nó ra.
Và để cho chị muốn làm có charm lớn và charm nhỏ, cho nên là chị sẽ cắt ha. Chị sẽ cắt nó ra. Giờ phải chịu cho nó dính luôn. Đó, nó dính thì nó bao lại giống như nguyên một trái dưa hấu luôn ha. Thì bên đây chị sẽ làm là cái trái to, bên đây thì chị sẽ làm cho nó nhỏ hơn nữa nha. Chị sẽ làm cho nó nhỏ hơn. Tiếp theo chị sẽ đi phơi nắng thôi. Như đây chắc là được rồi đó. Ten ten. Và đây sau khi phơi khô nha. Sau khi phơi khô thì chị đã cắt nó ra nè. Đó, nhìn nó cũng khá là giống trái dưa hấu rồi đúng không em? Những cái lát dưa hấu á. Này, cái này là cái đoạn hồi nãy dư dư nè. Đó, bây giờ mình sẽ cắt ra thử coi ở bên trong nó sẽ như thế nào nha. Đó, đây nè. Cắt ra này nè. Đó, nó vẫn có hạt ha và có vỏ nha. Đây thì nó có, nó do nó còn ướt ở bên ngoài á thì mình chỉ việc mình gỡ một ít cái màu xanh này ra thôi nha. Rồi đến cái thanh nhỏ. Thanh nhỏ thì mấy em thấy rõ không? Để chị cắt thử coi. Đây, đây là cái thanh nhỏ nè ha. Nó vẫn có phần hạt nha. Mình sẽ lấy mình dứt cái phần màu xanh mà nó hơi dính ở đây một miếng. Do nó chưa khô á. Nè, các em dòm rõ nha. Ở bên ngoài thì sẽ thấy nè. Nó có vẫn có cái phần hạt màu đen đen. Đây nè, cái phần hạt á, màu đen 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 đen. Nha. Rồi. Đây là cái thanh lớn nè. Đó, cái thanh lớn của chúng ta. Bây giờ thì chị sẽ cắt nó nha. Đây. Rồi mình sẽ bóp nó lại ha. Do bên trong nó chưa có khô lắm đó mấy em. Đó. Ha. Vậy là cũng thành công rồi đó. Tuy là nó chưa tròn bên trong lắm. Tuy là ở bên trong nó chưa tròn lắm nha.